Việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cầm quyền cho tới lúc qua đời đã dấy lên hai luồng ý kiến tranh luận trong xã hội. Một mặt, chính quyền đang cố gắng xây dựng hình tượng của một vị lãnh đạo vì nước, vì dân, là việc cho đến hơi thở cuối cùng. Mặt khác, ông Trọng bị chỉ trích là đã tham quyền cố vị, không chịu từ bỏ quyền lực và chọn người kế nhiệm. Vậy, quyết định tại vị trọn đời của ông Trọng có ý nghĩa thế nào đối với nền chính trị Việt Nam và cả thanh danh của cá nhân ông? Đã cho tự do tổ chức cuộc hội luận với 4 vị khách mời, gồm ông Lý Thái Hùng, Chủ tịch Đảng Việt Tân, ông Nguyễn Văn Hải, nhà quan sát chính trị Việt Nam, nhà báo Nguyễn Hà Hùng và nhà hoạt động dân chủ Nguyễn Văn Tráng để cùng phân tích. Dạ vâng, thưa 4 vị khách mời, cái chết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đó thì theo cái quan sát của Trường Sơn trong những ngày qua thì thấy rằng đó, nó dẫn đến một cái làn sóng bày tỏ cái sự tiếc thương ở trên mạng xã hội. Người ta thay ảnh đại diện ở trên Facebook, nào là những cái cờ rủ hoặc là những cái hình ảnh đen trắng, rồi thì những cái bài viết bày tỏ rằng là họ rất là thương tiếc cái sự ra đi của ông. Cho dù chúng ta thấy được rằng đó là ông Trọng không phải là một cái lãnh đạo được dân bầu. Đương nhiên rồi, vì trong cái chế độ ở Việt Nam thì không có lãnh đạo nào là được dân bầu cả. Thế nhưng mà người dân vẫn tỏ ra, chí ít là một cái bộ phận nhất định của dân chúng vẫn tỏ ra rất là thương tiếc cho cái sự ra đi của ông ta. Thế thì căn nguyên đó là vì sao? Thì trước hết là xin blogger điếu cày Nguyễn Văn Hải có thể cho ý kiến được không ạ? À, vâng, tôi thấy nó dường như là có một cái sự chỉ đạo của Bộ Thông tin Truyền thông vào cái việc mà vinh danh ông Nguyễn Phú Trọng. Ở đây nó điển hình như là một số những cái clip ấy, hoặc là một số văn nghệ sĩ ấy, mà đã thay ảnh đại diện, từ đó nó tạo ra những cái trào lưu cho những cái member của họ đó. Thì đây thấy là họ đã phải dùng cái chỉ đạo của chính quyền vào để can thiệp vào, nhưng mà ta thấy là ở trên mạng xã hội ấy, thì là những người mà tự do hoặc những người bình thường trên mạng xã hội ấy, thì họ cũng không có theo cái trào lưu đó, mà một số người thì họ tỏ ra là họ phản đối. Chúng ta cũng phải nhìn thấy là về cái di sản lịch sử của ông ấy, là có đáng để được ca ngợi như vậy hay không ấy. Thì quả thực là trong cái nhiệm kỳ mà của ông Nguyễn Phú Trọng lên ấy, thì cái di sản của ông để lại ấy là cái cuộc chiến đốt lò. Thì tính đến giữa năm 24 ấy, thì toàn bộ là 1/3 trong số 18 quan chức từng là ủy viên Bộ Chính trị vào cái thời điểm diễn ra cái đại hội đảng từ cái hồi năm 2021 ấy, thì là đã bị khai trừ. Và trong đó thì có hai chủ tịch nước, một phó thủ tướng và một chủ tịch quốc hội, và một thành viên của thường trực quốc hội nữa, và một số nhân vật mà từng trước đây là cũng là lừng danh ở trong ban bí thư. Thì tuy nhiên là cái di sản khổng lồ này của ông ấy thì là nó có hai mặt. Đấy. Chúng ta thấy ở đây là cái việc mà tham nhũng ấy, ở trong Đảng Cộng sản ấy, nó là lỗi hệ thống. Đó là do Đảng độc quyền, không có một cái cơ quan nào giám sát cả. Và chính vì không có cái cơ quan giám sát cho nên là cái việc tham nhũng nó vẫn cứ xảy ra. Và việc tham nhũng nó xảy ra ấy, thì lại bị đảng đưa ra những cái quy định, mà chủ yếu những cái quy định này ấy, là từ những cái thời trước và kể cả thời ông Nguyễn Phú Trọng đưa ra nữa. Một số những cái quy định như là ví dụ như quy định 15 là không cho công an điều tra đảng viên. Thì tất cả những cái đó họ cho thấy rằng là tất cả những cái tội phạm tham nhũng không phải pháp luật xử lý, mà là đảng xử lý. Nếu đảng không xử lý thì pháp luật không được xử lý. Thì chúng ta thấy rằng đảng đã đứng trên cả pháp luật, thâu tóm hết quyền lực và tự mình đã đưa ra những cái quyết định mà bất chấp pháp luật. Cho nên ở đây ấy, khi mà ông ấy cái cuộc chiến tham nhũng này đó, ông ấy tiêu diệt được khá nhiều người, thì nhiều người cho rằng là đây là ông chống tham nhũng là không có vùng cấm. Nhưng mà thực ra không phải như vậy. Những cái nhân vật sau này ấy, trong cái ba cái nhiệm kỳ của ông mà ông sắp xếp nhân sự, thì những cái nhân vật này là bị đánh đổ xuống, thì ông ấy là người đứng đầu, ông phải chịu trách nhiệm về những cái nhân vật này. Cho nên không thể lấy cái đó mà coi là cái thành tích chống tham nhũng và chống tham nhũng không có vùng cấm. Đấy. Thì đấy là những cái vấn đề mà chúng ta thấy rằng là trong những cái việc chống tham nhũng như thế thì là cùng với cái bộ máy tuyên truyền đó, nó đã dẫn đến cái làn sóng mà có những cái người là ủng hộ.
Nhưng mà đây thực ra nó là vị dân thôi. Dạ vâng, cảm ơn ông Nguyễn Văn Hải. Không biết là ông Lý Thái Hùng thì có nhận định thế nào, thưa ông, liệu cái sự bày tỏ cái niềm tiếc thương của dân chúng ở trong nước, tất tất nhiên không phải là ai cũng tỏ ra tiếc thương đúng không ạ? Đúng, chúng ta thấy rằng là trên mạng xã hội cũng có những cái ý kiến trái chiều chứ không phải là không. Thế nhưng mà đối với những cái người mà tỏ ra tiếc thương ông Nguyễn Phú Trọng đấy, thì theo ông có đồng ý với cả ông Nguyễn Văn Hải đó là nó là do tác động của một cái sự tuyên truyền mị dân ở đây và do họ không hiểu bản chất của cái cuộc chiến chống tham nhũng hay không? Hay là theo ông ở đây nó có một cái vấn đề gì khác nữa ạ? Dạ vâng, tôi nghĩ rằng là cái điều mà chia sẻ vừa rồi của anh Hải rất là chính xác, là bởi vì trong những cái chế độ độc tài cộng sản đó, ba cái cơ quan mà nó có thể nói là kiểm soát cái quyền lực của đảng và khống chế trên cái đời sống người dân đó. Thứ nhất là cái bộ máy tuyên truyền, tức là vấn đề thông tin. Cái thứ hai là tòa án. Và cái thứ ba là bộ máy của nhà là bạo lực của công an. Ba cái đó nó liên hệ chặt chẽ với nhau để mà kiểm soát cái tư tưởng, cái sự suy nghĩ cũng như những phản ứng của người dân. Và cái việc mà như anh vừa chia sẻ rằng là ở trong nước nó có cái dư luận là cái chết của ông Nguyễn Phú Trọng đó là vì nước, vì dân, vì đảng, vì vân vân, thì đương nhiên họ cũng họ tuyên truyền cái hình ảnh để ông Trọng khi nằm xuống nó là một cái người mà toàn dân thương tiếc, là bởi vì ông đã hết lòng lo cho dân trên nước. Nhưng khi ông Tô Lâm ở cái vị trí của nhà thay thế ông Trọng như vậy đó, ông tạo một hình ảnh bên ngoài là ông vẫn kính mến ông Trọng, và ông Trọng sẽ là một cái người coi như là đại diện cho cái bộ máy của nhà trong sạch đảng và đốt lò và là người hết lòng, cho nên ông đã dàn dựng cái truyền thông để tạo cho người ta cái hình ảnh là Đảng Cộng sản là một cái tập thể thống nhất, và những cái nỗ lực của ông Trọng, tức là bây giờ họ đứng sau cái xác chết của ông Trọng để cho thấy là đảng là vì dân, vì nước, vì này kia, để làm gì, để chuẩn bị cho những ngày tháng sắp đấy đây cho gần là Tô Lâm ở vị trí cầm quyền. Còn nếu mà ông Tô Lâm làm cầm quyền mà có cái sự xung đột phe nhóm thì cũng tất cả những cái đó cũng là vì dân vì nước trong cái coi như đứng đằng sau cái xác chết của ông Nguyễn Phú Trọng. Cho nên thưa anh, cuối cùng lại đó, tất cả những cái điều mà Đảng Cộng sản Việt Nam loan tả trên báo chí truyền thông này kia, nói thẳng là đối với người dân đó họ lợm giọng, tức là họ coi như đây là bán cú soạn lại, để là gì, họ dùng những xác chết này để núp đằng sau tạo cái sự thương cảm với người dân trong giai đoạn để họ chuẩn bị cho một cái sự thế để coi như đấu đá quyền lực trong thời gian tới đây. Và tôi cho đó là sự mì dân thưa anh. Vâng, cảm ơn ông. Ông Nguyễn Văn Tráng, ông là người sinh ra và lớn lên ở Việt Nam và thuộc về cái thế hệ trẻ ở Việt Nam đấy, thì theo ông đó, những cái tình cảm mà một bộ phận dân chúng của Việt Nam dành cho ông Nguyễn Phú Trọng nó có thuần túy là sản phẩm của những cái sự tuyên truyền mị dân do Đảng Cộng sản đưa ra hay không, hay theo ông là ở đây nó còn có cái gì khác nó dẫn đến cái việc đó là có những cái người người ta lại bày tỏ cái sự tiếc thương như vậy? Bởi vì theo dõi trên mạng xã hội thì cũng có những cái người người ta cho rằng đó là rất có thể là nhiều người người ta tỏ ra thương cảm cho ông Trọng là bởi vì trong một cái xã hội mà nhìn đâu cũng thấy quan tham, nhìn đâu cũng thấy những cái quan chức mà rất là khiến cho người dân cảm thấy chán nản, thì ông Trọng nổi lên giống như là một cái người mà rất là hiếm ở trong cái thời đại hiện nay. Chính vì thế mà người ta có cái sự cảm mến nhất định đối với ông ta. Thì theo ông là cái lập luận đấy nó có chính đáng hay không? Dạ. Xin chào anh Trường Sơn, xin chào quý khán giả và các vị khán giả. Tôi có thêm một số những góc nhìn khác ngoài cái việc là cái sự cảm mến của người dân đối với ông Trọng là cái sản phẩm của tuyên giáo ấy, thì tôi cho rằng có thêm một số cái góc nhìn như sau, quý anh chị. Đầu tiên ấy, đó là ông Nguyễn Phú Trọng là một người rất là kín đáo về mặt đời tư ha, và ông xây dựng một, trong suốt cái quá trình cầm quyền ấy, ông đã kịp xây dựng một cái hình ảnh rất là giản dị, nói như ngôn ngữ bình dân là một minh quân ấy. Bên cạnh đó thì cái cách ứng xử của ông tương đối là khác so với cái phần còn lại của các quan chức, họ sống trong biệt phủ, đi xe sang, con cái đi du học nước ngoài ấy, thì ông Trọng ở một cái phía rất là khác. Ngoài ra một cái điều nó rất là quan trọng là người dân thì người ta thường không quan tâm được quá nhiều như vậy. Người ta thấy rằng ông Trọng, chưa nói đến cái chuyện chống tham nhũng của ông Trọng có hiệu quả hay không ha, nhưng mà người ta chỉ thấy rằng ông Trọng ông tiêu diệt được một số quan chức tham nhũng và người ta cảm thấy hả hê về cái điều đó, thì người ta tự nhiên người ta dành cái tình cảm mến cho một người giúp họ thực hiện một cái điều mà họ không thể làm được. Và tôi cho rằng một cái nguyên nhân rất là quan trọng, có thể nói là quan trọng nhất đó, mà khiến cho
ông Nguyễn Phú Trọng được khá là nhiều người dân Việt Nam yêu mến, đó là cái tình cảm thật thật sự chứ nó không chỉ là cái sự giả tạo ha. Là vì Việt Nam không có tự do về mặt báo chí, 800 cơ quan báo chí của Việt Nam họ chỉ có một cái đồng thanh là ca ngợi những thành quả của ông Trọng, không có một cơ quan báo chí nào đặt cái dấu hỏi về cái di sản của ông Trọng hoặc là chỉ trích cái chính sách của ông Trọng trong suốt mấy chục năm ông cầm quyền. Thành ra người dân Việt Nam chủ yếu tiếp cận cái thông tin một chiều như vậy, cho nên là trong họ định hình toàn là những thứ tốt đẹp về ông Trọng không, chứ không có cái mặt trái nào cả. Thành ra chính vì cái sự thật như vậy cho nên người ta định hình cái cảm xúc tốt đẹp, tôi nghĩ nó cũng là cái điều đương nhiên với anh chị. Vâng, cảm ơn ông. Cũng nói thêm đó là công an ở thành phố Hồ Chí Minh vừa rồi đã xử phạt một vài người dân vì đăng những cái thông tin tiêu cực về ông Nguyễn Phú Trọng, thì nó cũng nói lên một trong những cái chính sách của nhà nước đúng không ạ? Rất là nỗ lực để mà bảo vệ cái hình ảnh của ông Nguyễn Phú Trọng và trừng phạt bất cứ ai mà có cái ý định nói cái gì đó không có tốt về về nhân vật này. Thế còn nhà báo Nguyễn Hùng thì có cái nhận định thế nào thưa ông? Dạ vâng, tôi thì thấy là đúng là có nhiều người người ta thay cái hình đại diện ở trên trang Facebook cá nhân của người ta thành cái màu đen, rồi thì cờ rủ, rồi cũng có người người ta viết bài ca ngợi ông Trọng đấy. Nhưng mà tôi cũng cho rằng là cái chừng đó, chỉ có chừng đó thì không thể kết luận được là người dân người ta thương quý ông Trọng. Quý vị thì cũng biết rằng là dư luận viên ấy, thì người ta có nhiệm vụ là phải khóc. Thế rồi số khác ấy thì họ chỉ đối phó với lại cái tổ chức của họ thôi, với cái việc mà nhìn thấy đồng nghiệp của mình cũng thay cờ rồi thay ảnh rồi đồng nghiệp của mình cũng khóc thì mình cũng phải khóc thôi, nếu không có thì không được lòng sếp rồi thì thậm chí là bị phạt nọ kia. Thì tôi thấy là cái biểu hiện này trong một cái khía cạnh nào đấy thì ta thấy nó rất là giống với lại người dân Bắc Hàn mà khóc lãnh tụ của họ đấy. Thế nhưng mà mặt khác ấy thì tôi cũng thống nhất, hoàn toàn là thống nhất ý quan điểm với lại những ý kiến của các vị khách mời đã nêu ấy, là cũng có nhiều người người ta phản đối cái phong trào này đấy, mà thì họ cho rằng đấy là cái biểu hiện mù quáng và sùng bái lãnh tụ ở một cái đất nước mà được cho là một cái dân tộc rất là thông minh đấy. Thế mà cũng là một cái sự tình cờ thì mọi người thấy cái việc xuất hiện của ngài Thích Minh Tuệ gần như là trong cùng một thời điểm, thì cái sự kiện này vẫn cho thấy rằng là chính quyền ấy thì người ta đang rất là cố gắng để tạo ra cái phong trào mà ca ngợi rồi thì biết ơn ông Trọng mà. Cái này ấy là nó ngược hẳn lại với lại cái chủ trương mà họ họ bài bác người dân ấy, về cái khi mà người dân họ thể hiện cái sự ngưỡng mộ đối với thầy Thích Minh Tuệ, họ ra sức gọi là hạ thấp cái uy tín của thầy Thích Minh Tuệ bằng rất là nhiều cách mà quý vị cũng biết cả, và kể cả cái việc là giáo hội Phật giáo Việt Nam họ ra hẳn một cái văn bản nói rằng là vị không phải là sư đấy, thì trong khi là dư luận viên ấy, thì họ công kích người dân bày tỏ cái sự ngưỡng mộ với cả ngài này, rồi thì đấy thì họ cho rằng những cái việc bày tỏ đấy là nó ồn ào quá mức rồi thì sùng bái quá mức đấy. Mà tôi thấy cái điều đáng tiếc là lại có cả trí thức kêu gọi mọi người là không nên phong thánh, không nên tung hô quá mức ngài Thích Minh Tuệ. Đấy. Thì tôi thấy là nhìn vào đó thì chúng ta thấy một cái tiêu chuẩn kép nó rất là rõ ràng.
họ kêu gọi không sùng bái ngài Thích Minh Tuệ, nhưng mà họ lại tuyên truyền và cổ vũ cho cái sự sùng bái ông Trọng. Thì tôi nghĩ là về cái này, về cái hiện tượng này, cái phong trào mà thay ảnh đen trắng rồi thì cờ rủ trên trang cá nhân của họ, thì nó cho thấy rằng là nhiều người Việt Nam không khác mấy người Bắc Hàn sùng bái cái lãnh tụ của họ. Nào vâng, Dạ vâng. cảm ơn ý kiến của nhà báo Nguyễn Hùng. Ở đây tôi thấy có cái điểm đó là rõ ràng nếu mà theo dõi ở trên mạng xã hội thì chúng ta thấy đúng là có một cái nỗ lực có hệ thống từ phía nhà nước, từ các cái cơ quan nhà nước và những cái cá nhân hội đoàn mà ủng hộ nhà nước, đó là họ đang ra sức đẩy mạnh cái việc đó là tuyên truyền về cá nhân ông Nguyễn Phú Trọng và cố gắng biến ông Nguyễn Phú Trọng trở thành giống như là một cái lãnh tụ mới ngang hàng với cả những Hồ Chí Minh và những Võ Nguyên Giáp. Bởi vì tôi có thấy ở trên mạng xã hội xuất hiện rất là nhiều những cái sự so sánh, đó là bây giờ là ông Trọng ông ấy chết rồi thì ông ấy được gọi là đoàn tụ với ông Hồ, với ông Giáp, tức là đang rất là có một cái nỗ lực là cố tình để biến Nguyễn Phú Trọng trở thành một lãnh tụ mới. Và chúng ta thấy rằng là điển hình đó là hiện giờ cái việc người ta gọi Nguyễn Phú Trọng là bác là cũng đang rất là phổ biến, đúng không ạ? Việt Nam lại có thêm một bác nữa. Thế thì cái ý kiến mà các vị đưa ra tôi thấy rất là thú vị, đó là gì? Có vẻ như Đảng Cộng sản người ta đang muốn tận dụng tối đa cái chết của ông Nguyễn Phú Trọng. Thế thì cái mục đích của họ khi mà họ muốn đánh bóng tên tuổi của ông Nguyễn Phú Trọng, biến ông đấy trở thành một cái lãnh tụ mới ngang hàng với những Hồ Chí Minh và Võ Nguyên Giáp, thì kỹ thuật cái mục đích cuối cùng của nó là gì ở đây? Không biết là có quý vị nào có cái ý kiến bình luận không ạ? Dạ, cho tôi Dạ, chia sẻ vâng. cái điều nêu lên của Dạ vâng, mời ông Lý tôi Thái thấy Hùng. Dạ. nó cái điều anh rất là cái câu hỏi đặt ra rất là hay, và tôi nghĩ đây nó là cái trọng tâm chính, và theo tôi nó có hai lý do. Thưa thưa anh sao cái lý do đầu tiên đó là quả thật trong 2 năm vừa qua đó, với cái sự xáo trộn và khủng hoảng trên thượng tầng lãnh đạo Cộng sản Việt Nam đó, người ta đặt cái nghi vấn về cái sự lãnh đạo của ông Nguyễn Phú Trọng, và kể cả những sự ra đi của ông Nguyễn Xuân Phúc, kể cả ông Võ Văn Thưởng rồi ông Vương Đình Huệ, người ta cho thấy rằng là một sự xung đột, một sự đấu đá gay gắt ở trên thượng tầng lãnh đạo, và cái mất niềm tin vào chế độ, và cũng như là không biết là cái cuộc đốt lò chống tham nhũng của ông Phú Trọng sẽ đi về đâu. Và tôi cho cái đó là cái uy tín của Đảng Cộng sản Việt Nam nó xuống tận cùng ở trong 2 năm vừa qua với cái sự xung đột như vậy. Thì nhân việc ông Trọng chết, họ làm đám tang rầm rộ với sự chỉ đạo của Bộ Thông tin truyền thông để làm gì, để họ khỏa lấp cái chuyện mà những cái sự mà coi vậy đặt nghi vấn về cái chuyện ông Trọng, và bây giờ thôi, bây giờ ông Trọng đã chết rồi, chúng ta bày tỏ sự thương tiếc một cái người đã coi như là có công có nước, hay có nghĩa là này kia chẳng hạn, để họ khỏa lấp những 2 năm vừa qua cái sự khủng hoảng thượng tầng. Thì tôi cho đó là cái lý do thứ nhất. Đã. Lý do thứ hai, đây là vấn đề chuẩn bị trong tương lai. Tại làm sao khi ông Trọng ở trong bệnh viện và có thể là qua đời đi, là cái người xử lý để chuẩn bị cho cái hội nghị trung ương để quyết định những chuyện thay thế lãnh đạo, điều hướng cái trường hợp lâm thời như vậy, là tại sao không phải là ông Lương Cường, là thường trực ban bí thư, mà là Bộ Chính trị vội vã để kết luận rằng là ông Tô Lâm là người thay thế Nguyễn Phú Trọng và giống như là quyền tổng bí thư. Rõ ràng là cái gì bên trong nó là một cái sự chuẩn bị. Đây nó là ông Trọng đã dùng công an để đốt lò, và bây giờ công an đã trở thành một lực lượng để khống chế quyền lực ở trong thượng tầng lãnh đạo. Thì ông Tô Lâm sắp đến đây để khống chế quyền lực đảng, tôi nghĩ rằng là sẽ ra tay đốt lò mạnh còn hơn, nhiều hơn của ông Yeah. Nguyễn Phú Trọng. Thế thì để tránh những cái tai tiếng cũng như để tránh khỏa lấp như vậy đó, thì họ ông Tô Lâm là cái người vừa trưởng ban tổ chức tang lễ cũng phải dựng cái hình ảnh sắp xếp của ông Trọng để làm gì? Tôi thương tiếc là gì, để mai mốt mà tôi có làm đốt lò mạnh mẽ hơn nữa, là chúng tôi cũng học từ ông Nguyễn Phú Trọng, tôi cũng đi theo cái gương ông Nguyễn Phú Trọng. Tôi cho đó là cái âm mưu mà tại sao họ dựng lên những cái chuyện. Dạ vâng, cảm ơn ông. Không biết là ông Nguyễn Văn Hải thì có cái nhìn nhận thế nào thưa ông? Bởi vì chúng ta thấy rằng là chắc cũng lâu rồi, đúng không ạ? Đảng Cộng sản cũng chưa có bất cứ một cái cá nhân nào đủ uy tín để mà hiệu triệu lòng dân, để mà vực dậy cái gọi là tính chính danh của đảng, cái sự mến mộ của dân chúng dành cho đảng cầm quyền. Và có vẻ như là giờ đây họ đang muốn sử dụng hình ảnh của ông Nguyễn Phú Trọng
giống như là một cái lãnh tụ mới. Thế thì cái nhu cầu của Đảng Cộng sản là một cái đảng cầm quyền chuyên chế ở Việt Nam đấy, ở việc đó là phải có một cái lãnh tụ, thì nó là vì sao người ta lại có cái nhu cầu đấy thưa ông? Vâng, có thể là chúng ta nhìn lại trong mấy năm gần đây thì hoàn toàn ấy, từ nhân sự cho đến là điều hành và xã hội đều nằm trong cái ekip mà ông Nguyễn Phú Trọng ông xây dựng lên cả, chứ không thể là đổ cho là những cái nhân vật đó là có từ trước. Thì chúng ta thấy rằng là từ cái vụ mà chống Covid này, rồi chuyến bay giải cứu này, rồi ấy là vụ Việt Á này, thì gần đây là ngân hàng SCB này, nó tất cả những cái đó đều xảy ra trong cái thời gian mà ông Nguyễn Phú Trọng cầm quyền cả, và nó phơi bày tất cả những cái đó ra. Thì họ bây giờ họ cần phải làm sao mà tạo dựng một cái hình ảnh của Nguyễn Phú Trọng để mà khỏa lấp đi tất cả những cái việc đó. Nhưng mà những cái việc đó nó mới xảy ra gần đây thôi, và chúng ta cũng thấy ai cũng còn nhớ cái vụ Đồng Tâm là một trong những cái vụ mà rúng động cả nước và quốc tế, cũng trong thời ông Trọng cả. Việc đưa 3.000 quân vô một cái khu làng để rồi là tiêu diệt một cái thủ lĩnh của nông dân ở đó là ông Lê Đình Kình, mà ông có hơn 60 năm tuổi đảng, thì nó phải có những người có quyết định cao nhất. Chứ không lẽ một mình ông Tô Lâm mà không có cái ý kiến của ai mà dám đưa 3.000 quân vào cái làng đó. Và đó ngay sau sau đó thì là ông Nguyễn Phú Trọng cũng ký là cho ba cái liệt sĩ mà hy sinh ở trong vụ Đồng Tâm vậy đó. Thì chúng thấy rằng họ cần phải khỏa lấp những cái đó, cho nên là bây giờ họ phải xây dựng cái hình tượng của ông Trọng này lên. Vâng, ý kiến rất là thú vị, tức là tất cả những gì tồi tệ đã xảy ra ở Việt Nam trong những năm qua thì giờ đây đảng cầm quyền đang muốn xí xóa những cái chuyện đó bằng cách đó là xây dựng, đẩy mạnh tập trung vào cái công tác tuyên truyền, đó là làm thế nào để hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng trở thành một cái lãnh tụ mới, và do đó hy vọng là người dân quên đi tất cả những cái chuyện tồi bại đó. Thì cái một quan điểm rất là thú vị. Không biết là ông Nguyễn Văn Tráng thì có ý kiến nhận định thế nào thưa ông? Cái nhu cầu của một cái chế độ giống như ở Việt Nam, ở việc cần phải có lãnh tụ, thì nó là nguyên do là như thế nào thưa ông? Tôi nghĩ là cái thói quen mà xây dựng những vĩ nhân gọi là minh quân ấy, của Đảng Cộng sản nó tồn tại từ rất là nhiều năm. Trước đây thì có ông Hồ Chí Minh, sau đó là Trường Chinh, rồi Lê Duẩn, rồi đến Võ Văn Kiệt vân vân, tức là cái việc mà xây dựng hình tượng nó có vẻ là nó là cái thói quen khó bỏ của Đảng Cộng sản. Tôi nghĩ rằng cái thời điểm hiện nay á, cái chết của ông Nguyễn Phú Trọng trở thành một cái cơ hội của Đảng Cộng sản tiếp tục tận dụng cái chết đó để phục vụ cho cái việc mà xây dựng cái tính chính danh của họ trong lòng người dân á. Thì tôi cho rằng cái điều rất là quan trọng như anh Hải Điêu Cày vừa chia sẻ là nó khỏa lấp đi những cái bê bối xảy ra gần đây. Và một cái nữa, tôi tin rằng là Đảng Cộng sản muốn chứng minh với người dân rằng Đảng Cộng sản luôn tồn tại những vĩ nhân, và những vĩ nhân đó nó củng cố đi cái tính chính danh của họ và khơi gợi những cái giá trị cổ xưa mà Đảng Cộng sản họ dùng để họ quy tụ người dân trong các cuộc chiến tranh. Vâng. Cảm ơn ông. Không biết là nhà báo Nguyễn Hồng có muốn đóng góp thêm ý kiến nào về cái nhật câu hỏi này không ạ? Dạ vâng, tôi cũng không có cái ý kiến gì nhiều, bởi vì các quý vị thì cũng đã trình bày rất là dài và rất là đầy đủ rồi. Tôi chỉ xin phép là có một hai cái ý nhỏ. Cái ý thứ nhất là tôi hoàn toàn đồng ý với anh Điếu Cày Nguyễn Văn Hải. Đây tôi cho nó là một cái kỹ thuật đóng gói, tức là bao bì đấy. Và khi mà cái rượu mà không ngon thì bình nó phải trông nó phải ngon lành, nôm na là thế. Tức là để làm sao cho cái bao bì nó đẹp để nó che, nó khỏa lấp cái nội dung ở bên trong. Vâng. Thế còn cái ý thứ hai thì theo tôi là cũng có khả năng là người ta có thể có một cái ý đồ chính trị thì, ở trong cái việc đưa ông Trọng lên cái vị trí có thể nói là cao, gần như là tương đương với lại ông Hồ Chí Minh trước đây. Thì có thể là ẩn ý ở đằng sau đó là nếu như mà nó có cái lỗi lầm gì đó, các cái bê bối của nó về các cái tham nhũng hay là các cái tệ nạn hay là tình trạng mà đất nước chậm phát triển, vân vân, thì cuối cùng đấy là cái chỗ để mà
người dân sẽ nghĩ tới, tức là đấy là hình thức mà À. người ta muốn đổ lỗi một cách kín đáo thông Vâng. qua cái chiến dịch gọi là tuyên truyền rầm Vâng. rộ như hiện nay. Vâng, cảm ơn nhà báo Nguyễn Đức Hùng. Chúng ta thấy rằng là không những là ở trong nước có rất là nhiều những cái người người ta quan sát chính trị, người ta khi mà ông Trọng chết, người ta có cái nhận định đó là ông Trọng với những gì mà ông ta thể hiện trong mấy chục năm tham gia chính trị và cụ đặc biệt là 13 năm ở trên cái cương vị Tổng Bí thư Đảng Cộng sản đấy, thì luôn luôn thể hiện ông ta là một người cộng sản kiên trung, cho đến cuối đời vẫn theo đuổi cái lý tưởng đó là xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, cho dù chính bản thân ông ta cũng thừa nhận đó là, mà tôi xin trích đó là đến hết thế kỷ này cũng không biết là có chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hay không. Tức là biết rõ rằng là đến hết thế kỷ cũng không biết có đạt được cái mục tiêu hay không, nhưng mà vẫn cứ tin theo vào cái con đường đó. Thì chính vì cái tính cách cũng như cái sự kiên định của ông ta đấy, cho nên rất là nhiều người mới cho rằng ông này là một người cộng sản đích thực. Thế nhưng mà người ta cũng cho rằng đó là khi mà ông Trọng chết đấy thì trong Đảng Cộng sản không còn ai là cộng sản nữa, và người ta mới gọi ông ta đó là người cộng sản cuối cùng. Thế thì tôi muốn các vị bình luận ở đây đó là thế thì cái câu nói người cộng sản cuối cùng để chỉ ông Trọng này, cái hàm ý, cái ý nghĩa của nó là gì? Dạ vâng, không biết là ông Lý Thái Hùng thì đánh giá thế nào, bởi vì tôi có nhận thấy rằng là Đảng Việt Tân cũng có một cái tuyên bố và gọi ông Nguyễn Phú Trọng với cái tên này, thì không biết là ông có thể giải thích được không ạ? Dạ vâng. Trước khi mà chia sẻ là ông Nguyễn Phú Trọng là người cộng sản cuối cùng đó, thì chúng ta cũng phải hiểu về cái cuộc đời của ông Nguyễn Phú Trọng. Thì chúng ta biết là ông Nguyễn Phú Trọng sinh năm 1944 và ông đã coi như là chính thức tham gia Đảng Cộng sản vào năm 1967, sau khi mà ông bước chân vào làm cho tờ báo Học tập vào năm 1964, sau khi mà tốt nghiệp cái khoa văn của trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Thì từ khi mà ông bước vô để làm cho cái tờ Học tập, tức là tiền thân của tạp chí Cộng sản, và sau đó được cử đi qua Liên Xô để học về xây dựng đảng, rồi trở thành một cái người, sau khi về nước là trở thành một cái người trong Hội đồng Lý luận Trung ương, và cuối cùng thì ông lại leo lên cái chức của mình là Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương từ năm 1997. Thì có thể nói rằng là cái cuộc đời của ông Trọng từ khi mà trưởng thành, tốt nghiệp đại học, thì hoàn toàn là ông làm việc về vấn đề lý luận, về chủ nghĩa Mác Lênin. Và có 3 năm qua nhà học tập ở bên Liên Xô về vấn đề xây dựng đảng. Cho nên có thể nói là cái bản chất con người của ông là một con người hoàn toàn học và theo kinh điển của chủ nghĩa Mác Lênin, và ông tin tưởng những cái điều mà nó như vậy. Cho nên qua những cái điều mà khi ông trở thành Tổng Bí thư đó, ông vẫn nói rất rõ là chủ nghĩa Mác Lênin có thể không đạt được ở trong thế kỷ này, nhưng vẫn là một cái ánh sáng để duy trì được sự tồn tại của Đảng Cộng sản. Và để duy trì sự tồn tại của Đảng Cộng sản như vậy thì sẽ không bao giờ chấp nhận coi như là những cái tổ chức đối lập hay là đa nguyên đa đảng, là bởi vì những cái đó nó sẽ làm ảnh hưởng đến con đường đi của cái chủ nghĩa Mác Lênin, cũng như cái đường lãnh đạo của độc tài của đảng. Thì với một con người suy nghĩ và nhìn vấn đề như vậy đó, thì rõ ràng ở trong cái bối cảnh mà thay đổi của đất nước và thay đổi thế giới ngày hôm nay đó, có lẽ ông Trọng là một cái con người duy nhất còn coi như là vì vấn đề bản chất, vì cái sự học hỏi của ông trong quá khứ, ông đã luôn luôn gắn bó cho đến cuối đời của ông là như vậy. Chứ hiện tại bây giờ thì chúng ta nhìn thấy rằng những cái người lãnh đạo Việt Nam, kể cả ông Vương Đình Huệ hay là kể cả ông Phạm Minh Chính đó, hầu như không ai còn tin vào chủ nghĩa Mác Lênin. Hầu như không ai nhắc đến đó ngoại trừ Nguyễn Phú Trọng. Thế thì khi mà ông Trọng đang nằm xuống những ngày cuối cùng của ông, thì tôi nghĩ rằng là chắc không còn ai để nhắc đến cái vấn đề chủ nghĩa Mác Lênin, và cũng không ai còn giờ đi theo cái đường mà ông Trọng đã từ bằng như là mấy chục năm về trước đi theo đuổi con đường. Đó là cái vấn đề thứ nhất, là tại sao chúng ta gọi ông Nguyễn Phú Trọng là một người cộng sản sau cùng. Và cái điều thứ hai mà tôi nghĩ hàm ý mà khi Đảng Việt Tân nêu cái vấn đề ông Nguyễn Phú Trọng là một người cộng sản cuối cùng, để cho thấy rằng là cộng sản Việt Nam ngày hôm nay họ luôn luôn dùng cái chủ nghĩa Mác Lê, dùng vào cái đạo đức của xã hội chủ nghĩa để coi như là cột chặt những người ở trong hàng ngũ đảng,
để tiếp tục duy trì cái yếu tố của nhà lãnh đạo của đảng đối với dân để nước. Và cái hình ảnh những hình trắng đấy có nói đó là ông Trọng đóng cái vai trò giống một người trong sạch, người coi như là dám hy sinh cuộc đời vô sản chủ nghĩa Mác Lê để làm sao xây dựng một hình tượng tại Việt Nam. Và tôi nghĩ khi ông Trọng nằm xuống, cái hình ảnh nó không còn nữa và nó trở thành một cái đám coi như là tham ô nhúng lại. Cho nên cái yếu tố mà cái chuyện mà Cộng sản Việt Nam họ dùng cái hình ảnh Mác Lênin để gắn chặt cái hàng ngũ họ, coi như là cái sự nối kết đó nó sẽ không còn nữa ở trong cái sau khi ông Trọng nằm xuống, thì đó là cái lý do tại sao Đảng Việt Tân dùng cái chữ coi như là người cộng sản sau cùng như vậy thưa anh. Vâng, cảm ơn. Không biết là ông Nguyễn Văn Hải thì có cái suy nghĩ thế nào thưa ông về việc rất là nhiều người gọi ông Nguyễn Phú Trọng là người cộng sản cuối cùng? Tôi nghĩ rằng là từ lâu rồi là Đảng Cộng sản họ cũng không còn là Đảng Cộng sản nữa. Là tại vì khi mà họ mở cửa và tham gia vào kinh tế thị trường ấy, thì thực chất ra những cái việc mà quan hệ với Mỹ hay là tham gia vào cái nền kinh tế thị trường, hòa nhập vào cùng với thế giới ấy, thì bản chất một cái nước cộng sản nó phải là như Bắc Triều Tiên chứ không, nó không thể như Việt Nam được, không thể nào mở được. Cho nên là cái chữ cộng sản ở đây ấy, cái chủ nghĩa cộng sản chỉ còn là cái áo giáp chính trị cho họ thôi, để mà họ giữ độc quyền độc lợi ở trong đó thôi. Chứ còn thực tế ra thì họ đang tìm mọi cách để dùng những cái từ ngữ để bao biện, ví dụ như là kinh tế thị trường nhưng mà định hướng xã hội chủ nghĩa. Thế nhưng mà đi ra nước ngoài ấy, thì bao giờ cũng là yêu cầu nước ngoài là công nhận là kinh tế thị trường chứ đâu có dám nối cái đuôi mà định hướng xã hội chủ nghĩa vào đâu. Nhưng mà bản chất của nó ấy, là họ vẫn giữ như là một cái áo giáp chính trị. Còn ông Trọng ấy, là cái người mà ông ấy không cập nhật được. Ông giáo điều. Rất nhiều đảng viên Cộng sản đã gọi ông là cái người giáo điều. Ông ấy ngây thơ, ông tin rằng cái chủ nghĩa Cộng sản mới là con đường đi đúng nhất. Cho nên là ông ấy vẫn quyết tâm là đi theo con đường đó. Và chính vì cái niềm tin của ông ấy dẫn đến cái việc là ông ấy đàn áp chính trị ở Việt Nam, đàn áp những cái xã hội dân sự và những cái ý kiến mà bất đồng chính kiến rất là khốc liệt. Nên là nhìn lại trong tất cả những cái nhiệm kỳ mà của những người đi trước cho đến thời Nguyễn Phú Trọng và ông Tô Lâm ấy, thì là xã hội dân sự và bất đồng chính kiến bị đàn áp khốc liệt nhất ở Việt Nam. Và đấy chúng ta thấy rằng là cái chủ nghĩa cộng sản ấy, với Đảng Cộng sản nó chỉ còn là áo giáp chính trị, và họ tìm những cái từ ngữ để họ bao biện khi họ mà tham gia vào với cộng đồng quốc tế, họ hòa nhập vào quốc tế. Chứ còn thì bản chất của nó thì nó đâu còn nữa đâu, vì từ bản chất kinh tế cho đến các cái bản chất mà xã hội nó không còn nữa. Thế nhưng mà cứ duy trì một cái áo giáp chính trị như thế để mà họ giữ quyền lực thôi. Cho nên là ông Trọng ấy là một trong những cái người mà lãnh đạo của họ, thì bây giờ khi mất đi thì họ cũng nhiều người nói ông là người cộng sản cuối cùng, tại vì ông không có cập nhật. Chứ còn những người mà biết cập nhật, biết hòa nhập với thế giới thì họ không còn tin vào chủ nghĩa cộng sản nữa, họ cũng không đặt nặng cái vấn đề nó nữa. Thì đấy là những cái vấn đề mà vì sao là có người mà gọi ông Nguyễn Phú Trọng là người cộng sản cuối cùng. Nhưng chúng ta thấy là ông thực chất là một cái người giáo điều, và ông cũng ngây thơ, ông tin vào cái niềm tin đó cho đến bây giờ. Chứ còn những người mà họ có cập nhật thì họ đã thay đổi rồi. Dạ vâng, cảm ơn ông. Nghe bà Nguyễn Hồng thì hiểu thế nào về cái cách mà nhiều người gọi ông Nguyễn Phú Trọng là người cộng sản cuối cùng thưa ông, và nói cái hàm ý của nó ở đây nghĩa là gì ạ? Vâng, thì theo tôi thì nó tôi cũng không có cái quan niệm gì khác biệt so với các cái vị khách mời vừa phát biểu đấy. Thì tôi cho rằng là khi gọi ông ấy là người cộng sản cuối cùng thì nó có nghĩa là trong cái Đảng Cộng sản ấy chẳng còn ai là người cộng sản nữa. Cái Đảng Cộng sản đấy thực tế nó chỉ còn là cái tên thôi, và vì thế nó không còn phù hợp nữa. Thì bởi vì nó là một cái tên mà không phù hợp nữa thì cần phải phải xem xét để mà có thể là thay đổi. Tôi nói ví dụ là người Việt Nam thì không bao giờ người ta gọi cái cục đất là cái cục vàng à. Đấy, người ta phải đặt đúng cái tên của nó. Thì cái việc mà đặt tên và gọi tên ấy, thì đúng cái bản chất là cái mà hết sức là quan trọng. Thì tôi nghĩ rằng cái đấy có lẽ là nó còn mang một cái hàm ý có lẽ là mỉa mai, giễu cợt. Bởi vì không còn ai ngây thơ như như ông ấy tin vào chủ nghĩa cộng sản nữa, một cái thứ mà
nó đã lỗi thời và đã bị đào thải. Ngay kể cả là ở ở Nga, ở nước Nga đấy, tức là Liên Xô trước đây, thì người ta cũng bây giờ có còn theo chủ nghĩa cộng sản nữa đâu. Đấy, thì tôi cũng nghĩ như các vị thôi. Dạ vâng, cái hàm ý khá là thú vị. Dạ, thế còn ông Nguyễn Văn Tráng thì ông có cái nhận định thế nào thưa ông? Dạ vâng. Tôi nghĩ cái ý kiến cho rằng ông Nguyễn Phú Trọng là người cộng sản cuối cùng ấy, bởi vì mình có thể nhìn vào cái bình diện đó là các ủy viên Bộ Chính trị lẫn quan chức cộng sản hiện nay thì có lẽ là không có ai có cái sự giáo điều bảo thủ và tôn sùng chủ nghĩa cộng sản như một thứ tôn giáo giống như ông Nguyễn Phú Trọng. Thành ra là sau khi mà ông Trọng chết ấy, có ý kiến nhận định là Đảng Cộng sản sẽ thay đổi mãi mãi, tức là cái sự thay đổi như thế nào thì mình không chắc ha, nhưng mà khi mà thiếu đi những cái người mà người ta bảo thủ như vậy á, thì tôi cho rằng cái dàn lãnh đạo mới lên á, họ sẽ trở thành một cái dạng độc tài thực dụng hơn, họ không có bảo thủ, không có giáo điều theo kiểu cộng sản nữa, và họ sẽ có những cái cách thức lèo lái đảm bảo cái sự cai trị của Đảng Cộng sản, nhưng ở một cái phương diện nó thực dụng hơn và nó ít giáo điều như ông Trọng. Về cái vấn đề mà người ta có bỏ cái tên Đảng Cộng sản hay không á, hoặc là chuyển sang một cái hình thái khác, tôi nghĩ là không. Tôi cho rằng cái áo giáp cộng sản nó vẫn có cái tác dụng trong ít nhất là trong trung hạn đối với các quan chức lãnh đạo hiện nay và khoảng một vài thế hệ quan chức kế tiếp nữa. Và có một cái điều quan trọng á, là cá nhân tôi có cái trải nghiệm với một số những cái cán bộ nghiên cứu lý luận ở trường đại học của tôi á, thì tôi nhận thấy là người ta tin vào chủ nghĩa Mác Lênin thiệt sự, người ta tin vào chủ nghĩa cộng sản thiệt sự, chứ nó không phải là người ta bị nhồi sọ nữa. Và nói gì thì nói á, trong suốt 80 năm cầm quyền cũng như là hình thành của Đảng Cộng sản, họ hình thành một cái hệ thống lý luận khá là chặt chẽ, cho nên là họ có cái cách thức mà họ lý giải cái nhân sinh quan của họ, cái mô hình phát triển của họ theo những cái cách nó rất là riêng, chứ có thể là nó sẽ không giống bất cứ ai ngồi ở đây. Dạ, tôi xin hết. Dạ vâng, cảm ơn ông. Thế thì cái việc mà là một cái người rất là kiên định với chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản, ông Trọng đã dành giống như là toàn bộ cái cuộc đời của mình, cái sự nghiệp chính trị của mình để theo đuổi cái mục tiêu đó là đưa Việt Nam tiến lên xã hội chủ nghĩa, và chúng ta thấy rằng là nó không thành công, bởi vì rõ ràng là Việt Nam bây giờ vẫn 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 chưa phải là một quốc gia đạt được cái gọi là chủ nghĩa xã hội. Tuy nhiên cái mà nhiều người người ta bình luận khi mà ông Nguyễn Phú Trọng ông đấy chết và vẫn còn đang tại vị ở cái chức danh Tổng Bí thư đó là gì? Đó là tại sao ông đấy biết được cái tình hình sức khỏe của mình là rất là nguy cấp như vậy rồi, và có rất là nhiều các cái ấp ủ dành cho đảng của ông đấy, rất là nhiều kế hoạch chống tham nhũng, tiến lên xã hội chủ nghĩa, làm trong sạch bộ máy, cải cách này cải cách kia, tức là rất là nhiều điều ông đấy còn ấp ủ. Thế mà ông đấy không, có vẻ như là không có được một cái sự chuẩn bị cho cái việc đó là ai đó sẽ kế nhiệm ông đấy để rồi đảm bảo đó là những cái ấp ủ của ông đấy sẽ được tiếp tiếp tục tiến hành kể cả khi ông đấy không còn nữa. Thay vào đó thì chúng ta thấy sự thực đó là ông đấy chết khi mà ông đấy vẫn còn đang là Tổng Bí thư đấy, và chúng ta thấy rằng là Đảng Cộng sản đã phải có một cái bước đi hết sức là cuống cuồng. Đó là gì? Là một ngày trước khi người ta thông báo ông đấy chết thì người ta phải thông báo đó là ông Tô Lâm ông đấy sẽ là người đứng ra chủ trì các cái công việc của Tổng Bí thư, tức là một cách hết sức là vội vã như vậy. Chính vì lẽ đó đó cho nên là rất là nhiều ý kiến chỉ trích nhắm đến ông Trọng, cho rằng đó ông đã tham quyền cố vị thay vì có một cái kế hoạch bài bản để chuyển giao quyền lực, để đảm bảo rằng đó là ông đấy vẫn còn sống để mà giám sát cái việc người kế nhiệm ông đấy thực thi các cái kế hoạch của ông đấy, thì ông đấy cầm quyền đến lúc chết và bây giờ thì ông đấy chẳng còn cái ảnh hưởng gì cả đối với những gì mà cái người lãnh đạo tiếp theo sẽ làm. Thế thì quý vị thì nghĩ thế nào? Phải chăng là ông Trọng đúng là người tham quyền cố vị giống như những cái ý kiến đánh giá, hay là còn cái lý do gì đó khiến ông đấy không thể nào mà làm được cái việc đó? Thì không biết là ông Lý Thái Hùng thì nghĩ sao ạ? Dạ vâng, cái chữ mà dùng tham quyền cố vị cho ông Nguyễn Phú Trọng thì tôi nghĩ đó là cái hệ quả thôi. À. Nhưng mà cái điều mà làm sao nó đưa đến cái hệ quả nó như vậy đó thì tôi cho rằng là nó có ba cái lý do, hay là ba
cái nguyên nhân nó xuất phát từ chính cái con người của ông Nguyễn Phú Trọng. Đầu tiên, tôi nghĩ rằng là ông say mê nghiên cứu về chủ nghĩa Mác Lênin. Và có lẽ là trong cái xã hội Việt Nam và trong Đảng Cộng sản Việt Nam ngày hôm nay so với những lãnh tụ khác như là Trương Tấn Sang, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Xuân Phúc hay là những người sau này Tô Lâm, Phạm Minh Chính thì ông Nguyễn Phú Trọng là cái người nắm vững về cái chủ nghĩa Mác Lênin, là bởi vì ông học từ cái đó và ông nghiên cứu từ cái đó và ông trở thành chủ tịch hội đồng lý luận về cái đó. Cho nên cái nhìn của ông về chủ nghĩa Mác Lênin và ông cho rằng là ông tự mãn về cái điều đó. Dù rằng là cái chủ nghĩa Mác Lênin nó đã đạt được kết quả gì ở tại Việt Nam, ông cũng nhìn thấy rằng là nó vẫn còn ở phía trước. Nhưng ông cho rằng ông là cái người mà nắm vững chủ nghĩa Mác Lênin, cho nên nó trở thành một con người có thể nói là cuồng tín về cái chủ nghĩa Mác Lênin. Và ông làm sao ép đảng hay là ép tất cả mọi người phải coi nhà học và phải chấp nhận đường lối đó, và ông loại họ tất cả những cái gì mà ngăn cản cái con đường tiến của Mác Lênin. Và chính cái sự coi như là cuồng tín đó đó đã làm cho ông coi thường tất cả những gì xung quanh. Và từ đó đưa đến ba cái sự thất bại. Thất bại đầu tiên đó, đó là cho đến ngày hôm nay, những cái gì ông nói về chủ nghĩa Mác Lênin nó cũng chỉ để giúp cho đảng tồn tại, chứ cũng thực sự nó mang lại cái hạnh phúc gì cho người dân. Cái điều thứ hai nữa là cái sự thất bại thứ hai đi cùng đó đó, sự cuồng tín đó đó, là ông tưởng rằng là ông đốt lò chống tham nhũng sẽ là trong sạch bộ máy và nó trở thành một cái đảng tốt đẹp để tiến lên để xây dựng xã hội chủ nghĩa. Nhưng ông không biết rằng là đốt lò chống tham nhũng nó đụng đến cái bản chất độc tài của chế độ và làm ruộng nát chế độ ngày hôm nay. Và chính cái sự mất niềm tin của người dân, của đảng viên vào đảng, vào trong hệ thống xã hội chủ nghĩa, đã ông đã sai lầm trong cái chuyện mà đốt lò chống tham nhũng. Và cái điều thứ ba là cái sự cuồng chiến say mê đó đó đó, ông nghĩ rằng là chỉ có mình ông đủ sức và mình ông đủ để lãnh đạo, và tất cả những người còn lại dù rằng là hỗ trợ ông đi chăng nữa nhưng không đủ khả năng. Cho nên vì lý do đó ông nghĩ rằng là ông là cái người có đủ khả năng, đủ điều kiện để vươn lên đến lãnh đạo sau cùng, cho nên ông không bao giờ chuẩn bị cho những người kế thừa. Và những ngày cuối cùng ông chết và cuối cùng ông Tô Lâm lên thay, ai lên thay chẳng hạn như vậy, tôi nghĩ rằng là ông Trọng cũng mường tượng suy nghĩ đâu đó, nhưng mà đó là cách nói thôi, nhưng mà thực tế trong con người của ông là ông không chuẩn bị. Và ông nghĩ rằng là ông có thể vượt qua mọi sự khó khăn và tiếp tục được tồn tại để lãnh đạo. Cho nên những sự thất bại đó đó đã làm cho người ta nhìn thấy anh này là một sự tham quyền cố vị, nhưng thực tự bản chất coi như là cuồng tín của chủ nghĩa Mác Lênin đã làm cho ông Nguyễn Phú Trọng đã có những sự sai lầm như vậy. Thưa thưa anh Trường Sơn. Cảm ơn ông. Không biết là ông Nguyễn Văn Hải thì có cái nhận định thế nào thường? Vâng, tôi thì nhận định khác với lại anh Lý Thế Hùng, các anh một chút. Vì ở đây chúng ta phải thấy như này này, ông Nguyễn Phú Trọng á, là nói tham quyền cố vị thì cũng không sai thế nào. Tại vì từ sau khi mà ông bị đột quỵ ở dưới Kiên Giang vậy, thì cái thời gian mà ông nằm ở viện thì nhiều hơn là ông ở trụ sở. Cho nên là cái việc mà nhường cho người khác lãnh đạo đảng hoặc là rời bỏ chức vụ là cái điều đó nó tất yếu thôi. Nhưng mà ông vẫn ngồi đến cái nhiệm kỳ thứ ba, và chúng ta thấy là ông phải nằm ở trong viện ấy để mà ông ấy điều hành cho đến chết. Và những cái thay đổi ở trong bộ chính trị ấy, trong một cái thời gian rất ngắn ấy, cho chúng ta thấy rằng theo những cái quy định của bộ chính trị ấy, thì hoàn toàn ấy là ông là người cũng có đã sắp xếp đấy, chứ không phải là không sắp xếp được. Nhưng mà người làm thay đổi những cái sắp xếp đó chính là ông Tô Lâm. Cho nên là chúng ta nhìn thấy những cái thay đổi đó nó gần như là nó gấp gáp để nó đối phó với ông Tô Lâm. Chứ còn trước đó, theo những cái quy định ấy, thì sẽ không có một cái bộ trưởng Bộ Công an mới nếu như ông Tô Lâm mà thành chủ tịch nước. Thế nhưng mà chính vì những cái thay đổi từ ở phía ông Tô Lâm nó mới xảy ra cái chuyện đấy là 63 tỉnh thành đề cử một cái ứng cử viên của Bộ Công an và Bộ Chính trị phải chấp nhận. Hay là ông Nguyễn Phú Trọng đưa ông Lương Cường sang, đưa ông Lương Cường sang để nắm thường trực ban bí thư, và thường trực ban bí thư sẽ là cái nhiệm vụ mà kế thừa tổng bí thư đó theo những quy định của đảng. Nhưng mà chúng ta phải thấy rằng là ông Lương Cường sang đã quá muộn, cho nên chúng ta thấy rằng nói là ông Nguyễn Phú Trọng ông không sắp xếp với người kế thừa thì nhìn vào những cái quy định của đảng chúng ta thấy ông đã sắp xếp rồi. Nếu mà đúng ra thì là ông Phan Đình Trạc trưởng ban nội chính trung ương sẽ là bộ trưởng bộ công an, nhưng mà là phó ban nội chính trung ương bắt ngay lập tức.
Thì đương nhiên cái vị trí trưởng ban ấy là phải im re rồi, tại vì phó ban nắm nhiều thứ của trưởng ban đó. Thì chúng ta thấy là những cái thay đổi đó là những cái thay đổi mà ngoài cái tầm kiểm soát của ông Trọng. Thế nên là những cái mà nói rằng ông không sắp xếp là tôi thấy ông có sắp xếp. Nhưng mà ông ấy sắp xếp một đường, nhưng mà ông Tô Lâm mới là cái người mà sắp xếp theo cái cách của ông ấy riêng. Dạ vâng, cảm ơn ông rất là nhiều. Không biết là nhà báo Nguyễn Hồng thì nghĩ sao thưa ông? Nó thấy rằng là bản thân ông Trọng đấy, khi mà ông đấy được bầu để tiếp tục đảm nhận cái chức vụ Tổng Bí thư ở nhiệm kỳ thứ ba liên tiếp, tức là chúng ta thấy rằng là vi phạm cái điều lệ của Đảng đấy, thì ông đấy còn nói rằng là tôi cũng muốn nghỉ hưu. Thế nhưng mà Đảng tín nhiệm, Đảng bảo làm thì tôi làm, tức là ý của ông đấy là ông đấy cũng không muốn làm đâu, thế nhưng mà Đảng bảo làm thì ông đấy phải làm. Và cũng có nhiều người ở trong nước người ta cho rằng đó là rất có thể là ông Nguyễn Phú Trọng đấy không thể tìm được người nào mà ông đấy cảm thấy như là yên tâm để mà giao phó cái trọng trách này cho người đấy. Đấy là tại sao ông đấy bất đắc dĩ phải ở lại tiếp tục làm việc cho đến lúc chết. Thì đấy là những cái ý kiến để mà phản bác lại cái lập luận cho rằng đó là ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tham quyền cố vị tại vị cho đến lúc chết. Thì không biết là bản thân nhà báo Nguyễn Hà Hùng thì có cái nhìn thế nào thưa ông? Vâng, thì thực tế là ngoài cái đánh giá là ông ấy tham quyền cố vị thì Việt Nam cũng có một cái xu hướng, đặc biệt là cái dân tuyên giáo, người ta đang cố gắng nói rằng là ông ấy thì là người vì dân vì nước. Đã. Thế thì thì nói là ông ấy tham quyền cố vị thì đúng là hoàn toàn đúng được, đúng là như thế rồi, vì không thể biện bạch rằng là không ai thay thế được ông ta, nên ông ấy phải làm việc cho đến lúc chết. Thực tế cho thấy là đấy, người ta thay rất là đơn giản, chỉ trong rõ ràng là nếu mà căn cứ vào thông tin mà chính quyền người ta đưa ra thì ông ấy chưa chết thì đã có người cáng đáng cái trách nhiệm của ông, chính là cái ông Tô Lâm đấy. Đấy. Và vì không không thể biện bạch rằng là ông ấy không tham quyền cố vị được, bởi vì thực tế là đã là bệnh nặng thì phải nghỉ đấy. Nhưng mà đằng này ông ấy bệnh thì ông vẫn cứ làm, mà nhất lại là một lãnh đạo cao cấp nhất của một nhà nước, của một đảng. Thực chất là ông ấy quản lý hết, thì rõ ràng là ông ấy bệnh thì ông phải nghỉ thôi, nhưng mà ông không nghỉ. Thế đã thế thì quý vị cũng nêu rồi, tức là ông ấy là tại vị đến tận 3 nhiệm kỳ liên tiếp. Thế còn nếu mà bảo rằng là ông Trọng ấy, tôi trở lại cái ý mà người ta đang cố, người ta tuyên truyền rằng là ông ấy là vì dân vì nước ấy, thì cái thành quả mà ông ấy mang lại cho dân cho nước là cái gì? 3 cái nhiệm kỳ mà ông ấy làm ấy thì dân nó được cái gì? À, tôi nói ví dụ, tức là Việt Nam mình không có lọt được vào cái bảng xếp hạng chỉ số cạnh tranh toàn cầu của năm 24 đâu. Thế trong khi đó thì Thái Lan là một cái quốc gia mà Việt Nam, nhất là giới trẻ, thì cứ mỗi khi mà đá bóng ấy, mà Việt Nam mà thắng ấy, thì là nào là tự hào, nào là ngạo nghễ vân vân. À, rồi thì cũng có cái xu hướng là nói rằng là chẳng mấy chốc ấy, nhưng mà Thái Lan là không bắt được kịp Việt Nam. Đấy, thì trong cái bảng xếp hạng chỉ số cạnh tranh toàn cầu năm 24 ấy, thì Thái Lan đứng thứ 25. Đấy. Còn Singapore thì họ đứng thứ nhất. Mà đấy, mà Việt Nam thì không lọt vào cái bảng xếp hạng đấy. Một cái mặt khác nữa mà người dân người ta cũng thấy được là ví dụ như người Thái ấy, thì người ta đi du lịch hay là người ta đi kinh doanh đến Nhật hoặc là Hàn Quốc hay là Nam Phi chẳng hạn, người ta không cần phải visa. Trong khi đó thì người Việt ấy, thì cứ nói là tự hào, rồi vị thế quốc tế, vị thế của quốc gia trên trường quốc tế là ngày càng nâng cao vân vân. Thì rõ ràng là để mà được vào Nhật Bản, Hàn Quốc hay là Nam Phi chẳng hạn, hay là một cái nước nào đó, thì Việt Nam, những người Việt là phải chứng minh rất là nhiều chuyện, thủ tục rất là phức tạp đấy, buộc phải
được người ta cấp visa cho thì mới được vào. Bởi vì sao? Bởi vì cái chỉ số tin cậy của cái quốc gia của mình nó còn thấp. Đấy. Còn có thể nói là còn rất thấp, còn thấp hơn cả Thái Lan. Đấy. Thì đấy thì ông ấy làm được gì trong ba cái nhiệm kỳ của ông ấy? Chỉ cần nhìn vào cái thực tế là ở ngoài đường thì mình biết ngay là nước mình là còn rất là nghèo và lạc hậu. Tôi nói ví dụ như là sinh viên thì ra trường thì bây giờ lại đi làm xe ôm. Tất nhiên là tôi cũng không 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 phải nói rằng là xe ôm là xấu đâu, nhưng mà bỏ ra 4 5 năm học thời gian như thế, tiền bạc như thế, nhưng cuối cùng lại đi làm xe ôm, thế thì cái thời gian học làm gì? Đấy. Rồi thì thanh niên trai tráng thì đi xuất khẩu lao động. Nói thẳng là đi sang đấy là làm cu ly chứ làm gì đâu. Sang nước người ta thì làm hộ lý điều dưỡng, mà thực tế là đi dọn vệ sinh. Đấy. Chưa kể là những cái nạn như là thùng nhân đấy, rồi bỏ chạy ra nước ngoài vân vân. Thế còn nhìn vào cái bộ máy mà ông Trọng ông ấy xây dựng ấy, thì bộ máy nhà nước rồi bộ máy đảng vân vân đấy, thì là nhìn đâu thì cũng thấy tham nhũng cả. Chưa bao giờ mà có những cái vụ tham nhũng lớn như cái thời của ông Trọng. Đấy. Thế cho nên là nói rằng là ông Trọng mà vì đảng của ông ấy hay là vì cái niềm tin cá nhân của ông ấy, thì tôi nghĩ như thế mới là đúng. Dạ vâng, cảm ơn nhà báo Nguyễn A Hồng. Không biết là ông Nguyễn Văn Tráng thì nghĩ sao giữa hai cái luồng ý kiến cho rằng sở dĩ ông Nguyễn Phú Trọng ông đấy phải tại vị cho đến lúc chết đó là vì không kiếm được ai khác thay thế ông đấy, và cũng vì cái tấm lòng vì nước, vì dân của ông ta. Còn cái phía còn lại thì chỉ trích cho rằng đó là ông đã tỏ ra quá là tham quyền cố vị. Thì cá nhân ông thì ông có cái nhận định thế nào? Quan điểm của tôi là ông Nguyễn Phú Trọng là tham quyền cố vị, thưa quý anh chị, rất là rõ ràng như vậy, vì những lý do như sau. Cái thứ nhất á, là tính cái bề dày lãnh đạo của ông Nguyễn Phú Trọng nằm trong cái hàng ngũ cao cấp, đó là đến tận khoảng gần 30 năm ông ở trong Bộ Chính trị á, và cũng hơn chục năm ông là Tổng Bí thư, tức là quyền lực tối cao á. Tôi không biết là từng ấy thời gian chẳng lẽ không đủ cho con người vĩ nhân như ông Nguyễn Phú Trọng chứng minh năng lực hay sao mà cần phải ngồi thêm nữa, phải không ạ? Và cái thứ hai á, là ông thực tế ông Nguyễn Phú Trọng đã phớt lờ tất cả những cái quy tắc, những cái chuẩn mực vốn có của Đảng Cộng sản á, trong vấn đề kiểm soát quyền lực, trong đó là giới hạn nhiệm kỳ, trong đó là giới hạn về tuổi nghỉ hưu, mà thường ủy viên Bộ Chính trị giờ phải tầm khoảng 65 gì đó, và cái sự phân chia quyền lực của tư chủ á, thì ông phớt lờ hết tất cả. Chắc chắn là tham quyền cố vị thì mới có những cái cách thức hành sự xáo trộn và tạo ra những cái tiền lệ nguy hiểm như vậy. Tạo ra những cái sự gọi là mất cân bằng về mặt quyền lực trong đảng như vậy. Xin hết. Dạ vâng, cảm ơn ông. Dạ, câu hỏi cuối cùng mà tôi muốn các vị nhận định đó là chúng ta thấy Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có lẽ là người thứ ba trong lịch sử Việt Nam đó là chết khi đang ở trên đỉnh cao quyền lực. Hồ Chí Minh, Lê Duẩn và bây giờ là Nguyễn Phú Trọng. Thì chúng ta thấy rằng ông Nguyễn Phú Trọng là cái người mà có vẻ như là rất chú ý đến cái thanh danh, cái hình ảnh của ông ta. Và thấy ông viết rất là nhiều sách. Trong năm nay ông đã xuất bản rất là nhiều cuốn sách rồi. Cái chuyện có phải là do ông viết không thì không biết. Thế nhưng mà có vẻ như ông ấy rất muốn để lại những cái di sản là hiện vật để cho đời sau còn có cái gì đó để nhớ về ông đấy. Và tất nhiên là còn cái di sản đó ông đấy đã cố gắng thanh trừng những cái đồng chí nhúng chàm, đấu tranh chống tham nhũng để làm trong sạch bộ máy nhà nước, thì tức là cũng đang cố gắng xây dựng một cái hình ảnh đó là vì dân, vì nước. Cộng với cái việc đó là ông đấy cống hiến cho đến những cái hơi thở cuối cùng, tức là tại vị cho đến lúc chết. Thì có vẻ như chúng ta thấy rằng là có một cái nỗ lực gì đó ở phía ông ấy để cái tên tuổi của ông đấy có một cái chỗ đứng nhất định ở trong lịch sử Việt Nam. Tuy nhiên đó thì trước ông Nguyễn Phú Trọng chúng ta thấy rằng có ông Lê Duẩn là cái người mà có lẽ là cái thời điểm đó thì ông Lê Duẩn là quyền hành vô song ở trong Đảng Cộng sản Việt Nam, đúng không ạ? Thậm chí đến Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn bị ông Lê Duẩn chèn ép rất là nhiều. Thế nhưng mà chúng ta thấy rằng là sau khi ông Lê Duẩn chết á, và đến tận bây giờ thì lịch sử hầu như không ai nhắc đến ông Lê Duẩn nữa. Thì theo các vị đó,
cái nỗ lực mà ông Nguyễn Phú Trọng ông đấy thực hiện để mà cái tên tuổi của ông đấy có cái chỗ đứng nhất định trong lịch sử Việt Nam, liệu nó sẽ bị ảnh hưởng thế nào bởi chính cái quyết định của ông đấy, đó là ông đấy tại vị cho đến lúc chết. Liệu là ông đấy sẽ được tại nguyện hay không, hay là chính cái quyết định mà nhiều người cho rằng đó là tham quyền cố vị sẽ làm hỏng tất cả những cái nỗ lực của ông ta. Thì không biết là đầu tiên có thể mời ông Lý Thái Hùng cho ý kiến nhận định được không ạ? Dạ vâng, trong Đảng Cộng sản Việt Nam, ba người mà anh vừa nêu lên là ông Hồ Chí Minh, Lê Duẩn và ông Nguyễn Phú Trọng. Ba người có một cái vị trí rất là đặc biệt ở trong đảng cũng như là đóng góp một số những cái nỗ lực. Và tôi nghĩ rằng là đời sau khi mà nhắc ông Hồ Chí Minh, ông Lê Duẩn, ông Nguyễn Phú Trọng thì người ta sẽ nhớ nhiều hơn so với những ông Tổng Bí Thư, ví dụ Nguyễn Văn Linh, ông Trần Phú hay là ông Đồng Đức Mạnh vân vân. Riêng về trường hợp ông Nguyễn Phú Trọng đó, thì như chúng ta tôi vừa chia sẻ với nhau là ông này là một người rất là hàn lâm, tốt nghiệp khoa văn và cũng rất là thích văn thơ nữa. Cho nên vì lý do đó cái việc mà ông để lại quyển sách này đó kia hoặc là một số bài luận văn này kia đó thì nó là cái bản chất con người của ông, vừa thích vấn đề văn chương văn đó. Cho nên và ông cũng là cái người có những việc mà nghiên cứu về cái chủ nghĩa Mác Lê. Nhưng mà tôi đánh có thể nói rằng là so với ông Lê Duẩn, Hồ Chí Minh thì cái dấu ấn của ông Nguyễn Phú Trọng để lại trong 10 năm ở vị trí tổng bí thư thì tôi nghĩ có lẽ là cái chuyện mà đốt lò chống tham nhũng, cái chuyện mà ông đã từng tuyên bố là không có vùng cấm trong những cái chuyện mà coi như là đưa tham nhũng ra ánh sáng. Thế nhưng mà cái điều đó, đó nó cũng nói lên một cái phản diện là cũng nhờ qua cái chuyện đốt lò chống tham nhũng người ta mới nhìn thấy những cái sự bê bối, những cái thối tha ở trong nội bộ Đảng Cộng sản. Cùng nhau chia Và sẻ cái việc những mà kinh nghiệm tất cả những này người cán bộ cộng sản cao cấp nào cũng có những sân sau, tức chia là sẻ những kinh lương nghiệm thì nghĩa là rất này thấp chúng tôi nhưng mà sẽ ai cũng có cùng nhà lầu, nhau ai cũng có xe hơi, ai cũng có con đi học tham gia ngoại những quốc kinh này nghiệm kia vân vân. những phương pháp Nhưng mà học ông Nguyễn Phú Trọng đóng cái vai trò giống như là một cái người đã phanh phui cái chuyện này nhưng mà sống cuộc đời nghĩa là chừng mực nào đó. Thế thì tôi nghĩ cái dấu ấn đó là cái dấu ấn mà đối với trường hợp Nguyễn Phú Trọng có thể được ghi nhận và nhiều người có thể coi như là cả người ông ở cái nghĩa như vậy. Nhưng mà cái đó nó sẽ đóng góp gì cho Đảng Cộng sản hoặc là đóng góp những cái thành quả gì cho đất nước Việt Nam thì tôi nghĩ nó có thể là lịch sử sẽ hậu xét. Nhưng mà trong giai đoạn ngày hôm nay đó thì nhìn về cái so với cái gì mà người ta coi như ca ngợi ông Hồ Chí Minh hay ca ngợi ông Lê Duẩn và cái việc mà ca ngợi ông Nguyễn Phú Trọng ngày hôm nay đó thì quả thật là cái sự ca ngợi, cái sự coi như là tăng bốc mà của cái bộ máy truyền thông Cộng sản Việt Nam ngày hôm nay đó, nó mang tính giả dối và mị dân nhiều hơn so với những cái gì mà người ta coi như là có thể ca ngợi về công đức của ông Hồ Chí Minh hay là Lê Duẩn trong quá khứ, là bởi vì những thành tích mà của ông Hồ Chí Minh hay ông Lê Duẩn á nó có những nghiêm trọng đối với những cái quyền lợi của đất dân tộc, nhưng mà đối với đảng đó, đối với Đảng Cộng sản thì nó có những dấu rất là đặc biệt, ví dụ như là họ đã coi như thống nhất đất nước ở cái thời ông Lê Duẩn hay là Hồ Chí Minh là cái người coi như lập ra cái Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa chẳng hạn, như vậy thì nó là cái dấu đặc biệt. Nhưng trường hợp ông Nguyễn Phú Trọng rõ ràng nó không có dấu, nó chỉ nói lên cái yếu tố là trong sạch đảng, nhưng mà cái này nó là vấn đề hậu xét về cái hệ quả của đó. Nhưng mà cho đến ngày hôm nay cái sự tuyên truyền này kia vân vân đó, nó cũng chỉ là yếu tố mang tố tâm mị dân. Cho nên ở trong cái thời điểm hiện tại bây giờ thì cái sự so sánh giữa ông Nguyễn Phú Trọng với ông Hồ Chí Minh với ông Lê Duẩn thì đó là cái cách của Đảng Cộng sản họ làm như vậy. Nhưng mà tôi nghĩ vài ba năm nữa thì cái tên tôi ông Nguyễn Phú Trọng cũng người ta cũng sẽ không nhắc, là bởi vì cái sự thành công hay là những cái đóng góp của ông vào đảng hay là kể cả vấn đề đất nước nó cũng không có gì, thưa anh. Đó, vâng, cảm ơn ông. Không biết là ông Nguyễn Văn Hải có đánh giá thế nào, thưa ông? Chúng ta thấy rằng là cùng với thời điểm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời đó, thì ở Mỹ chúng ta thấy rằng là Tổng thống Joe Biden là một cái người cũng lớn tuổi rồi. Thì ông ta có một quyết định trái ngược, đó là ông ta thay vì tiếp tục ra tranh cử thì ông ta thôi, ông ta từ bỏ cái ý định ra tranh cử để nhường cho người trẻ hơn, tức là rất là đối lập so với những gì mà ông Nguyễn Phú Trọng đấy làm. Đó là một quyết định tại vị cho đến lúc chết. Thế thì cái quyết định đó nó ảnh hưởng thế nào đối với cái nỗ lực của ông đấy trong cái việc đó là tạo ra được một cái chỗ đứng vững chắc cho cái tên tuổi của ông đấy trong lịch sử Việt Nam, thưa ông? Vâng, ở đây tôi thấy như thế này. Chúng ta có thể thấy rằng là nếu mà nói mà vì dân vì nước ấy,
Hiện đây về cái quyền lợi của vừa rồi chúng ta đã nói về quyền lợi của đảng hay là những cái vấn đề chống tham nhũng, nhưng mà chúng ta chưa nói đến công việc mà về cái quyền lợi của đất nước, của dân tộc. Thời kỳ của Nguyễn Phú Trọng ấy, là cái thời kỳ mà ông ấy đưa Việt Nam đến gần với Trung Quốc nhất, và trong suốt cái nhiệm kỳ của ông chưa bao giờ phê phán Trung Quốc về những cái vấn đề liên quan đến biển đảo hay là biên giới đối với Việt Nam. Không bao giờ ông lên tiếng về những vấn đề đó mà chúng ta phải thấy vấn đề. Và ông cũng là người mà đưa Việt Nam vào cái vòng tay của Trung Quốc. Đó là lý do vì sao là truyền thông cố gắng mà phả đất, làm mờ nhạt cái hình ảnh của ông Lê Duẩn đi. Vì dù gì ông Lê Duẩn ấy, ông cũng là cái người độc tài trong Đảng Cộng sản, cũng khống chế nhiều cái đảng viên cao cấp của Đảng Cộng sản. Nhưng ông là cái người chống Trung Quốc, bắt tay với Liên Xô chống Trung Quốc. Thì chúng ta thấy ở đây là nếu mà nói về về lợi ích của dân tộc, của đất nước thì chúng ta phải nhìn lại. Cái vụ nổi bật nhất là cái vụ mà cái công ty Repsol của Tây Ban Nha mà khoan dầu ở cái vùng mà lãnh hải của Việt Nam, trên thềm lục địa của Việt Nam, mà ông ấy là đã rút lại cái dự án này để cho Việt Nam là phải đền. Nhưng mà cái chính ở đây là từ bỏ chủ quyền ở chỗ đó, đang từ một cái vùng thềm lục địa của Việt Nam hoàn toàn trong cái lãnh hải của Việt Nam mà biến thành cái vùng đó thành vùng tranh chấp. Cho nên cái việc từ bỏ một cái dự án này là từ bỏ cái chủ quyền ở cái khu vực này, chứ không phải đơn thuần là chỉ là một cái dự án kinh tế. Đây là một cái tội đối với đất nước. Còn so sánh ông ấy với lại ông Biden ở bên Mỹ, chúng ta có thể thấy như thế này. Tổng thống Biden ở bên Mỹ được đảng của ông ấy bầu ra. Ông đã được là cái hội nghị sơ bộ của đảng bầu ông ra để ứng cử tổng thống, chứ không phải ông tự mình ông ứng cử như là những cái ông ở Việt Nam, như ông Nguyễn Phú Trọng tự mình đặt vào mình là cái trường hợp đặc biệt. Đó là chúng ta thấy tại sao lại có trường hợp đặc biệt ở đấy. Nếu mà theo những cái quy định của đảng, ông đâu được ngồi lại một nhiệm kỳ, thì cái tham quyền cố vị làm cho đến lúc chết. Và những cái sắp xếp của ông ấy bị phá hỏng ấy là do ông Tô Lâm ông phá hỏng thôi. Thế còn ở bên này chúng ta thấy tổng thống Biden đã được đảng của ông ấy bầu ông ra để làm ứng cử viên tổng thống, nhưng mà vì cái lợi ích của đảng, vì cái lợi ích của đất nước mà ông ấy lùi lại để cho cái giới trẻ có cơ hội là lên tiếp tục ra ứng cử. Còn thành công hay không ấy, là cái việc mà người dân Mỹ sẽ quyết định bằng cái phiếu bầu của mình. Nhưng ở đây chúng ta thấy rằng là ông Biden ấy, ông ấy không có tham quyền quốc vị. Ông ấy làm đến cái nhiệm kỳ như thế là ông cảm thấy rằng là khi mà ông ấy rút đi có lợi cho đất nước, có lợi cho những cái thế hệ sau tiếp tục tham gia vào chính trường thì ông rút đi. Đấy là một trong những cái quyết định mà vì đất nước đấy. Thì ở cái Hoa Kỳ này ấy, thì là người dân trung thành với hiến pháp, trung thành với đất nước, chứ không phải là trung thành với lại một đảng hay là một cái vị lãnh tụ nào. Cho nên là người ta không chú trọng xây dựng những cái hình ảnh lãnh tụ như ở Việt Nam. Và những cái cách xây dựng hình ảnh lãnh tụ như ở Việt Nam ấy, nó cổ điển rồi. Tại vì trong cái thời đại mà truyền thông mở như bây giờ ấy, là cái việc xây dựng hình ảnh theo cái kiểu một chiều như hồi trước ấy, nó khó lắm chứ không phải dễ như trước nữa. Cho nên là mặc dù ấy là truyền thông thì nó cũng có lợi là nó lan tỏa nhanh. Họ cũng có những cái chiến dịch để họ lan tỏa nhanh, để họ xây dựng hình ảnh cho lãnh tụ của họ. Nhưng mà là cái phản ứng của xã hội ấy, là nó cũng mạnh mẽ không kém. Cho nên là cái sức ảnh hưởng của nó không thể nào nó như là cái thời kỳ mà báo giấy mà tất cả nằm trong tay họ quản lý hết, và họ làm như thế nào đó là tất cả người dân là phải khóc mếu phải y như Bác Hàn vậy đó. Chúng ta thấy rằng hai người lãnh đạo của hai quốc gia này nếu mà đem so sánh với nhau thì nó hoàn toàn trái ngược. Tại vì người dân ấy, ở Mỹ là bầu trực tiếp tổng thống, chúng ta thấy rồi, các tổng thống là được người dân bầu trực tiếp, nhưng mà ở Việt Nam ấy, là không có ai được bầu vào những cái vị trí lãnh đạo đó cả. Thành ra là nói là các ông ấy được người dân bầu là không có đúng, và tham quyền cố vị cho đến lúc chết. Còn ở bên này đó là tổng thống Biden, ông ấy thấy là sức khỏe ông yếu, ông không thể nào mà qua một cái nhiệm kỳ nữa, và ông thấy rằng là nếu mà ông lùi lại, ông để cho những người trẻ có cơ hội tham gia vào chính trường thì có lợi hơn cho đất nước, thì ông ấy sẵn sàng ông lùi lại. Thì chúng ta thấy là hai cái quyết định nó khác hẳn nhau. Cảm ơn ông rất là nhiều. Không biết là nhà báo Nguyễn Hùng thì có ý kiến thế nào thưa ông? Dạ vâng, thì tôi thấy là cái điều này thì nó phản ánh cái khác biệt trong cái cấu trúc chính trị
cũng như là văn hóa của hai quốc gia. Một mặt thì Đảng Cộng sản Việt Nam thì họ muốn duy trì cái sự lãnh đạo mà ổn định rồi liên tục, thậm chí là chừng nào mà còn nước Việt Nam thì Đảng Cộng sản vẫn còn lãnh đạo. Trong khi đó thì Hoa Kỳ thì họ lại khuyến khích cái sự thay đổi và sáng tạo. Thì đúng là thế giới thì họ khác Việt Nam mình rất nhiều. Có rất là nhiều những cái trường hợp mà người đứng đầu quốc gia từ chức, chứ không chỉ riêng ở Hoa Kỳ, như chúng ta vừa thấy là ông Biden, là ông ấy không phải là ông từ chức mà là ông ấy nhường cái cơ hội ứng cử tổng thống cho những người trẻ hơn. Thế nhưng mà đang nói là ở những cái quốc gia khác, tôi nói ví dụ như là ông Abe ở Nhật Bản đấy. Ở Nhật ấy thì là ông ấy cũng từ chức, mà ông ấy lại còn từ chức đến 2 lần nữa, tức là tôi nhớ một lần là vào năm 20, thì còn lần trước đó thì là ông cũng cũng từ chức vì cái lý do sức khỏe đấy. Ông ấy thấy rằng là nếu mà sức khỏe ông ấy không đủ để đảm đương được thì ông ấy từ chức thôi. Thế nhưng mà quý vị cũng biết là để mà gọi là hình thành được cái văn hóa từ chức thì chúng ta có thể thấy là trước khi ra gọi là lãnh đạo mà họ đưa ra cái quyết định từ chức ấy, thì báo chí rồi người dân, thậm chí là cấp dưới của những cái vị đó ấy, là họ đã nhận được những cái lời kêu gọi từ chức rất là thẳng thừng và rất là thoải mái, cũng không có gì như là ở Việt Nam mình, nó rất là khác, bởi vì sợ như thế là bị trùm rồi bị trừng phạt vân vân. Thế thì tôi nghĩ rằng cái việc mà ông Trọng ông cầm quyền đến chết ấy, thì vì ông ta đương nhiên là ông ta muốn thế rồi, và vì các cái tiếng nói mà công khai để mà yêu cầu ông ấy từ chức thì hoặc là thôi chức ấy thì tôi không thấy, kể cả trong một cái thời gian dài mà ông ấy bị ốm yếu thì có đâu. Thế cho nên là thế giới ấy thì họ khác Việt Nam quá, bởi vì rằng là họ đã tạo ra được một cái cơ chế, một cái cách thức vận hành mà nó cái bộ máy đấy nó tự phát hiện và sửa chữa cái khuyết tật của cái thể chế của cái bộ máy đấy, nó tự phát triển, nó không cần phải nó không phụ thuộc vào một cá nhân nào cả, kể cả là cá nhân đó là một cái lãnh đạo tầm quốc gia đấy. Cảm ơn ông rất là nhiều. Dạ vâng, ông Nguyễn Văn Tráng, chúng ta thấy rằng là việc Tổng thống Joe Biden ở Hoa Kỳ đúng không ạ, là Tổng thống của quốc gia hùng mạnh nhất thế giới, quyết định đó là nhường lại cái việc tranh cử Tổng thống cho người trẻ hơn thì đã được ca ngợi rất là nhiều là vì đảng và vì dân, vì nước. Trong khi đó ông Nguyễn Phú Trọng cũng là cái người có vẻ như là đang đảng cầm quyền đang cố gắng xây dựng cái hình tượng đó là cũng vì dân vì nước đấy, thế nhưng mà lại cầm quyền cho đến lúc chết. Thế thì kính cái việc cầm quyền cho đến lúc chết này, liệu theo ông nó có ảnh hưởng gì đến cái thanh danh của ông Trọng hay không? Dạ. Dạ vâng, về cái nhận định, cái quyết định giữa ông Biden và ông Nguyễn Phú Trọng, tôi khá là đồng cảm với ý kiến của các diễn giả, tôi còn có bổ sung. Nhưng mà trong cái cách mà ông Nguyễn Phú Trọng cầm quyền cho đến lúc chết và được phía Đảng Cộng sản và tự do hàng ngày ca ngợi ấy, thì tôi nghĩ rằng khi mà không chỉ riêng ông Trọng, tất cả quan chức chính trị ở Việt Nam và trên thế giới ấy, khi mà họ qua đời ấy, thì cái câu hỏi được khá là nhiều người đặt ra đó là họ họ đã làm được gì cho đất nước, cho nhân dân đó. Thì ông Trọng cũng vậy, và trong trường hợp ông Trọng đó, thì tôi cho rằng trong cái quá trình lãnh đạo của ông suốt mười mấy năm làm tổng bí thư đó, ông có những cái dấu ấn cá nhân nhất định, chí ít là so với ông Nông Đức Mạnh trước đó chẳng hạn, thì ông có được những cái dấu ấn. Tuy nhiên thì những dấu ấn này nó không đạt đến cái mức độ đưa ông trở thành một vĩ nhân, hoặc là nó không khiến cho ông trở nên kiệt xuất, một cái gì đó nó rất là vĩ đại, thì nó không đạt được cái điều đó. Ngược lại đối với cá nhân tôi ấy, và tôi tin rằng sẽ có rất là nhiều người trong Đảng Cộng sản họ sẽ phải lôi cái di sản của Nguyễn Phú Trọng ra và đặt nó dưới kinh nghiệm vì để phân tích ấy,
thì thực sự những cái gì mà ông Nguyễn Phú Trọng ông làm trong khoảng thời gian cầm quyền đó, nó là một cái di sản nó rất là lộn xộn. Cái dấu ấn lớn nhất là chống tham nhũng, thì thực sự cái công cuộc đốt lò của ông đó, tôi tin rằng không có người dân nào tin là đã thành công, bởi vì thực tế tham nhũng cứ năm sau cao hơn năm trước, phải không ạ? Và cái nữa là cái vấn đề nó nằm ở cơ chế, trong khi ông lại kêu gọi cái đạo đức cách mạng thì nó là cái vấn đề ngọn thôi, nó không giải quyết được cái vấn đề tham nhũng. Cái thứ hai á, ông gặp một cái thất bại rất là lớn đối với một người làm lãnh đạo đứng đầu một tổ chức, đó là lựa chọn những nhân sự kế cận, đó là cái vấn đề sống còn đối với sự tồn tại của tổ chức, thì ông không làm được cái điều đó, bằng chứng là ông chết trên cương vị tổng bí thư. Và cái thứ ba về mặt nội trị, tôi tin rằng ông đã thất bại khi mà để cho tình trạng khủng hoảng nhân sự như suốt khoảng một năm vừa qua chúng ta thấy, thì cái việc 4% nhân sự của Bộ Chính trị phải từ chức hoặc là bị mất chức, nó phản ánh là cái khả năng lựa chọn nhân sự của ông này và cái mức độ đấu đá của chính trường Việt Nam nó hết sức là khốc liệt. Và tôi cho rằng một cái điều nó rất là quan trọng để nói rằng ông Nguyễn Phú Trọng khó mà lưu được vào sử sách là vì Việt Nam ngày hôm nay nó đã thay đổi rất là nhiều cả về kinh tế, xã hội. Cho nên là những cái giá trị mà Nguyễn Phú Trọng đã tôn thờ và sự gây dựng suốt hàng chục năm qua, tôi nghĩ rằng nó sẽ không phù hợp trong vài năm tới. Và giống như ông Lý Thế Hùng chia sẻ, tôi nghĩ rằng chắc vài năm nữa không còn ai nhắc đến ông Nguyễn Phú Trọng nữa, là vì cái đất nước thì sẽ phải đi lên, sẽ phải hội nhập, và quan chức lãnh đạo nào thôi cũng phải có cái sự chuyển đổi nhất định. Thành ra là những gì mà ông Trọng ông đang kìm giữ đất nước trong cái vòng chủ nghĩa cộng sản, nó có thể không phù hợp trong tương lai nữa đâu. Dạ, thành ra là tôi nghĩ rằng ông sẽ bị lịch sử lãng quên chứ không được ghi nhớ hay là được tôn sùng. Dạ, tôi xin hết. Dạ vâng, cảm ơn ông. Dạ vâng, cảm ơn một lần nữa, cảm ơn các diễn giả, các vị khách mời rất là nhiều. Đến đây thì Trường Sơn xin được phép kết thúc chương trình hội luận lần này ở đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán thính giả. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau.